của lần này chúng tôi muốn thử nghiệm đoàn tàu giao diện với lại hệ thống điện và hệ thống đường ray. Do đó các công tác về an toàn điện đã được kiểm soát rất là nghiêm ngặt, từ trạm phát điện chính cho tới hệ thống phát điện trên cao. Riêng với hệ thống đầu máy toa xe, chúng tôi cũng có những bước kiểm tra nhằm đảm bảo tất cả các thiết bị trên tàu trước và sau khi đóng điện được hoạt động ổn định. Sau khi đóng điện nhằm đảm bảo cho công tác chạy thử, chúng tôi đã có những bước lăn bánh đầu tiên và kích hoạt động cơ kéo của tàu. Cái buổi chạy thử tàu của tuyến metro Bến Thành Suối Tiên là một cái bước ngoặt rất là quan trọng. Nó đánh dấu cái sự là kết hợp thành công của hệ thống cấp điện, hệ thống vận hành sức kéo, hệ thống hãm và hệ thống điều khiển. Sau cái kết quả chạy thử nghiệm của đoàn tàu đầu tiên tại khu vực depo sẽ có cái tiến hành đánh giá về cái kết quả, và trên cơ sở đó là sẽ tiếp tục thử nghiệm 16 đoàn tàu còn lại cũng trong khu vực depo với việc kết hợp tất cả các hệ thống, ví dụ như là hệ thống cấp điện, hệ thống sức kéo, hệ thống hãm, hệ thống điều khiển, hệ thống tín hiệu vân vân. Tại chạy đầy đủ 17 đoàn tàu trong khu vực depo thì sẽ tiến đến việc là chạy thử nghiệm của các đoàn tàu trên tuyến, cụ thể là từ khu vực depo đến khu vực Suối Tiên và sau đó là từ khu vực Suối Tiên trở về Bến Thành.